Hà Nội cháy nhà dân lúc rạng sáng, 5 người tử vong. Vào rạng sáng ngày 21 tháng 4, một vụ cháy nhà dân đã xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội khiến 5 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 13 ngày 21 tháng 4 xảy ra vụ cháy tại căn nhà gần khu tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động một xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường. Đến 1 giờ 18 cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường vụ cháy, được xác định cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà dân, tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Một người bị thương được sơ cứu tại chỗ. Tại khu vực cháy có 2 người đã thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai thang đưa từ mái nhà xuống vị trí an toàn. Tuy nhiên, 5 người khác trong nhà tử vong do ngạt khói, trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.